Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Alpha Computer. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới cho các bạn trải nghiệm một tựa game cực kỳ mới, đó chính là Star Wars. Thì đây sẽ là tựa game rất là mới và có đồ họa đẹp, kể cả cấu hình hoặc là yêu cầu đề xuất cũng không phải nỗi quá cao, nên là ai cũng có thể chơi tựa game này được. Và để mang tới trải nghiệm thú vị nhất thì mình sẽ mang tới cho các bạn hai sản phẩm, đó chính là kính thực tế ảo Oculus Quest và cần lái máy bay PXN. Và hai sản phẩm này sẽ mang ra trải nghiệm game ra sao thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên mình sẽ nói tới sản phẩm kính thực tế ảo Oculus Quest của mình đã sử dụng trong một khoảng thời gian. Nếu bạn nào cũng thích sử dụng thì có thể tới Alpha để sắm ngay cho bản thân một em với mức giá chỉ hơn 13 triệu đồng. Mình sẽ nói sơ qua về mặt tổng thể thì kính thực tế ảo của Oculus có chất lượng gia công tốt. Sau một khoảng thời gian dài sử dụng, thứ duy nhất bị thay đổi đó chính là hình thức hơi cũ theo thời gian, còn lại mọi thứ đều rất là chắc chắn. Điểm mạnh của Oculus Quest chính là nó cực kỳ tiện lợi, chỉ cần sạc đầy pin là các bạn có thể mang đi mọi nơi để chơi, vì Oculus Quest có sẵn bộ vi xử lý và pin, có đầy đủ mọi thứ để các bạn có thể mang đi ra ngoài trải nghiệm. Và trong thời gian gần đây thì Oculus Quest đã được update tính năng kết nối với máy tính để có thể tận dụng sức mạnh của máy để chơi game. Mặc dù bản thân Oculus Quest đã có sẵn vi xử lý, nhưng chắc chắn nó chưa thể mạnh mẽ bằng cả một bộ PC được. Có thêm tính năng này lại càng khiến sản phẩm thêm mạnh mẽ, vì vừa nhà chơi game với bộ PC lại vẫn có thể mang ra ngoài chơi game được. Và bây giờ thì mình sẽ kết hợp kính thực tế ảo Oculus Quest với cả cần lái máy bay PXN 2119 để có thể trải nghiệm game cho các bạn dễ hình dung.